Chỉ một ngày sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đưa ra những cái thống kê liên quan đến kinh tế cũng như là liên quan tới lãi suất ngày hôm qua thì các bạn thấy sáng sớm hôm nay thì chứng khoán của Hoa Kỳ đã rơi tả tơi và kết thúc ở cái mức là các bạn thấy là chỉ số Dow Jones hôm nay đã xuống hơn 1.800 điểm xuống 6,9% S&P 500 xuống 5,89% và Nasdaq đã xuống và hôm nay là không chỉ riêng là chứng khoán của Hoa Kỳ Các bạn thấy là hôm nay là một ngày mà hầu như chúng ta không có chỗ nào để mà chú thân Tại vì các bạn thấy là chắc giá cả của dầu cũng vậy Các bạn thấy là dầu hôm nay cũng xuống 1,73% Khi mà chúng ta nói tới hợp đồng tương lai của dầu hay là vàng Các bạn thấy là vàng cũng đã xuống 0,39% Và khi mà chúng ta nhìn vào giá của BTC thì các bạn thấy là giá BTC cách đây khoảng chừng một ngày thì đã bắt đầu là hướng lên cái mức được khoảng gần 10.000 đô nhưng mà sau đó đã lao vực hôm nay khi mà chứng khoán lao vực thì Bitcoin cũng đi theo các bạn thấy được là giá Bitcoin xuống thấp nhất ở trên sàn Coinbase là khoảng 9.050 đô bây giờ thì đã hồi phục lại một phần và đang ổn định trong vòng khoảng chừng là 3-4 tiếng đồng hồ vừa qua cái mức là khoảng 9.031 thì để các bạn có một cách nhìn khác là hôm nay đi xuống tại đây cỡ nào thì chúng ta lấy chỉ số Dow Jones làm ví dụ Thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones là chứng khoán Hoa Kỳ thì xuống 6,9% và xuống hầu 1800 điểm ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là đi xuống cái phần trăm này và số điểm đó đã để ngày hôm nay trong vòng một ngày là cái ngày đi xuống tệ nhất tiếng hàng thứ tư của năm 2020 tệ nhất từ khi mà chúng ta thấy là hồi tháng 3 là 3 ngày liên tục đã đi xuống rất là nhiều ngày 9 tây, ngày 12 tây và ngày 16 tới tháng 3 và mãi tới hôm nay mới là cái ngày đi xuống tệ đứng hàng thứ tư. Và các bạn thấy khi mà chúng ta nhìn vào những cái phần trăm đi xuống này như là chỉ số Dow Jones xuống 69% hay là S&P 500 xuống 5,89% hay là Nasdaq xuống 5,27% thì đối với những bài nào mà ở trong thị trường crypto thì có thể nói là phần trăm đi xuống này thì đâu có gì gọi là nhiều tại vì những bạn nào mà theo dõi thị trường crypto cũng đã biết là đối với lại Bitcoin thì chúng ta thấy cái phần trăm đi xuống 5%, 6% mỗi ngày là một chuyện rất là bình thường thậm chí là một ngày có thể lên xuống hơn 10% đó là chúng ta nói tới Bitcoin và những cái altcoin lớn những altcoin nhỏ thì các bạn có thể thấy là lên xuống 20% một ngày là chuyện cũng rất là bình thường nhưng mà mà đối với thị trường chứng khoán là một thị trường lớn hơn thì các bạn thấy là cái sự dao động cũng sẽ nhỏ hơn cho nên một ngày mà xuống 6,9% là một ngày rất là tệ. Các bạn thấy được là trung bình thì chứng khoán của Hoa Kỳ trung bình hàng năm cộng trừ nhân chia mỗi năm thì các bạn thấy được là tới cuối năm thì di chuyển khoảng chừng chỉ có 8 cho đến 10% cho nên một ngày mà xuống 6,9% là một con số rất là lớn. Xin chào các bạn, hôm nay ngày 11 tới tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Và trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những cái tin tức à, dẫn đến là tại sao chúng ta thấy cái sự xuống giá mạnh ở thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng như là các bạn thấy là đã kéo theo những thị trường khác như là thị trường Bitcoin thì đây là những điều mà chúng ta sẽ nói tới cộng với lại một số những cái tin tức khác liên quan tới crypto và tài chính nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và thường thì khi mình thường làm cái video thì có một số bạn nhắn tin hỏi thuận là những cái link mà thường chia sẻ trên màn hình thì những cái link đó là kiếm mới đầu thì bắt đầu từ video ngày hôm qua khi mà các bạn vào trong web thuận com các bạn có thể là bấm vào cái bài viết của cái video đó thì các bạn ở phía dưới sẽ tìm thấy đó chính là những cái link mà thường đã sử dụng ở trong video để các bạn có thể tìm thấy cái tài liệu này dễ dàng hơn và nếu như mà những bạn nào mà muốn theo dõi Thuần đồ trên trên mạng xã hội thì các bạn có thể vào trang web à, bằng cách tập bấm vào cái link ở phía dưới video này. Sau đó các bạn có thể tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter. Và nếu như mà những bên nào muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch thì cái link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này Và đặc biệt khi mà các bạn bấm vào cái link sàn giao dịch ở phía dưới cái video này ngày hôm nay À, thì các bạn có thể tìm thấy cái trang những cái sàn giao dịch như là bình thường nhưng mà sàn NAPEX thì cái tay hai ngày thường đã có nói với các bạn là nếu như các bạn nào mà muốn tham gia sàn NAPEX thì có thể chờ khoảng chừng 2 ngày sẽ có những cái ưu đãi dành riêng cho những bạn nào mà theo dõi kênh của Thuận Capital thì bây giờ các bạn nếu như mà đăng ký thông qua link của Thuận Capital từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 14 tây tháng 6 thì các bạn có thể nhận thêm được là 2.000 Snap Point SnapPoint các bạn có thể dùng để trả phí giao dịch hoặc là quy đổi ra USDT Thì các bạn cần phải xem cái chi tiết bằng cách bà bấm vào xem chi tiết tại đây Hay là những chi tiết các bạn có thể tìm thấy ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook, và Telegram và Twitter Thì cũng đã đăng những cái chi tiết liên quan đến tham gia SnapX để mà nhận được những ưu đãi dành riêng Cho những bạn nào mà theo dõi kênh của thuật Capital là nhận thêm 2.000 SnapPoint những mình nào có hứng thú tìm hiểu về sàn uh, giao dịch margin thì các bạn uh, có thể tham gia nhưng mà chơi margin thì có rất nhiều nguy hiểm tại vì các bạn thấy được là margin uh, không chỉ là riêng cho uh, thị trường crypto mà margin cũng có mặt trên nhiều thị trường khác như là thị trường uh, chứng khoán và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là có một cái đợt Margin rất là lớn đang xảy ra trên thị trường chứng khoán thông qua những sàn như là Robinhood Đây cũng là một trong những cái lý do dẫn đến là thị trường đi xuống rất là mạnh Tuy nhiên, những bài nào mà có kinh nghiệm Trading mà muốn tìm hiểu và trade Margin thông qua sàn FX thì link sẽ ở dưới video này Thì hôm nay cái lý do chính dẫn đến là chứng khoán đi xuống rất là mạnh đó chính là cái mối lo ngại liên quan tới dịch bệnh có bùng nổ lại nữa hay là không Thì các bạn cũng đã biết là trong vòng 3 bốn tuần qua thì càng ngày lại càng có nhiều thành phố nhiều quận mở cửa làm ăn trở lại nền kinh tế mỹ đã từ từ mở cửa lại tuy nhiên là có nơi mở cửa lẹ hơn như là ở tiểu bang texas có những nơi mở cửa chậm hơn như là california nhưng mà mọi nơi đều từ từ mở cửa lại hết và trong vòng 3 bốn tuần qua thì chúng ta không nhận được nhiều tin tức liên quan tới diễn biến của dịch bệnh là như thế nào và không có cái dấu hiệu là dịch bệnh tăng lên nhưng mà đột ngột trong vòng 3 ngày qua thì chúng ta nhận được một số những cái tin tức cũng khá xấu Tuy nhiên cũng không có đủ để cho chúng ta thấy được là đây là một dẫn chứng cho thấy là dịch bệnh đã trở lại Nhưng mà ít ra đây cũng là một số những cái tài liệu mà khiến cho nhiều nhà đầu tư lo lắng Như là các bạn thấy là dịch bệnh đã tăng lên ở một số nơi Như là các bạn thấy những cái dữ liệu được chia sẻ là cái số lượng người nhập viện đã tăng lên ở tiểu bang Texas và tiểu bang Arizona thì các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới Texas, đây là cái biểu đồ nhập viện được chia sẻ thì ở Texas 3 ngày liên tục thì cái số lượng người nhập viện đã tăng lên và cái ngày cuối cùng trên biểu đồ này là ngày 9 tây tháng 6 đã có 2056 người nhập viện. Và các bạn thấy được là Arizona thì cũng có cái tình hình tương tự. Tuy nhiên bây giờ là các bệnh viện vẫn chưa đến lúc là quá tải và vẫn còn có thể là chứa thêm người nhưng mà cái mối lo ngại đây là nếu như mà cái sự tăng trưởng này tiếp tục thì chúng ta có thể là gặp một cái trường hợp khá xấu và các bạn cũng nên nhớ là ngày hôm qua những cái uh, dự báo kinh tế của cục dự liên bang của hoa kỳ là dựa vào những dữ liệu sẵn có ở thời điểm đó và những dữ liệu đó là không tính tới chuyện là dịch bệnh lại bùng nổ một lần nữa cho nên hôm nay khi mà chúng ta thấy những cái tài liệu này thì những nhà đầu tư lại bắt đầu lo lắng. Và đây là một trong những cái lý do dẫn đến các nhà đầu tư đã bán đi rất nhiều chứng khoán ngày hôm nay. Và đứng trước cái tình hình này thì hôm nay bộ trưởng Bộ tài chính Stephen Nugent ở trên CNBC đã nói thông qua một cuộc phỏng vấn là cho dù là chúng ta thấy có những cái dấu hiệu là dịch bệnh trở lại thì hoa kỳ cũng sẽ không đóng cửa ít ra thì đây là điều mà bộ trưởng bộ tài chính cũng như là tổng thống donald trump là không đồng ý đóng cửa là một cái lựa chọn tốt à, đương nhiên cái đợt đóng cửa đầu tiên là một cái lựa chọn mà bất đắc dĩ ở thời điểm đó nhưng mà sau khi mà đóng cửa thì Stephen Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi mà cân bằng, đương nhiên các bạn thấy là đóng cửa hoàn toàn thì dịch bệnh sẽ được khống chế, nhưng mà khi mở cửa thì đương nhiên chúng ta ít nhiều cũng sẽ thấy cái sự lan tỏa trở lại. Nhưng mà cái sự lan tỏa đó có được quản lý hay là không. Nhưng mà nếu như đóng cửa hoàn toàn thì nền kinh tế sẽ bị suy sụp và mở cửa lại thì nền kinh tế có một cái tia hy vọng. Thì khi chúng ta nhìn vào cái hai vấn đề này thì cân bằng giữa hai bên thì Stephen Nugent bộ trưởng bộ tài chính vẫn nghĩ là mở cửa là một cái sự lựa chọn đúng hơn cho nên đây là điều mà Stephen Nugent đã nói với lại đài CNBC đương nhiên các bạn cần phải nhớ là đóng cửa hay là mở cửa đó chính là cái quyết định của tiểu bang chứ không phải là quyết định của liên bang và để châm dầu vào lửa thì các bạn thấy được là hôm nay có rất nhiều những bài báo đã nói về là trong thời gian hai tháng qua khi mà chúng ta bắt đầu có dịch bệnh xảy ra mà nhiều người làm việc ở nhà hay là họ mất việc làm hay là họ nhà rảnh rỗi thì đã có cái số lượng lớn những người mà trước đây không có tham gia vào trade stock đã đi vào thị trường chứng khoán thông qua những cái ứng dụng mà các bạn có thể dễ dàng tải từ uh, trên điện thoại như là các bạn thấy những ứng dụng như là Robinhood hay là free trade đây là những cái ứng dụng mà cho các bạn rất là dễ dàng để mà mua bán cổ phiếu ở Hoa Kỳ thậm chí các bạn có thể mua là phần trăm nhỏ của một cái cổ phiếu chứ không cần phải mua hết một cổ phiếu cho nên đây là những cái ứng dụng mà rất là được ưa chuộng và nhất là trong vòng 2 tháng qua thì cái số lượng người mà không có hiểu về tài chính tham gia vào trade stock đã tăng lên rất là nhiều. Thì tại sao thì các bạn thấy là Jim Cramer đưa ra một giả thuyết là tại vì bây giờ là nhiều người họ rất là buồn chán bây giờ các bạn thấy là trước đây thì trong những thời điểm này mọi người có thể là đi chơi hoặc là đi du lịch tại vì bây giờ đã là hè hay là họ có thể là xem đá banh hoặc là xem bóng chày bóng bầu dục chẳng hạn nhưng mà bây giờ tất cả những điều đó đã không còn thì họ không còn nơi để mà giải trí như là trước đây cho nên nhiều người hơn đã tham gia vào thị trường chứng khoán đây đương nhiên một góc nhìn khác là điều tốt tại vì nhiều người người hơn tìm hiểu về thị tài chính. Nhưng mà cái điều không tốt ở đây là nhiều người đi vào à, thị trường chứng khoán bắt đầu là mua à, những cái cổ phiếu và đẩy giá lên, thậm chí là họ bắt đầu là chơi margin trong khi mà họ chưa có đầy đủ những cái kinh nghiệm. Và sau đó đã đẩy rất nhiều cổ phiếu lên cao và các bạn thấy được là người này đẩy cổ phiếu lên. Sau đó người kế tiếp thấy là người này kiếm được tiền thì lại bỏ tiền vào, vô mua vào là đẩy cổ phiếu lên cao tới lúc mà các bạn thấy được là trong khi mà những cái cổ phiếu mà đáng lý đâu là giá là không đô la như là các bạn thấy là công ty Hertz Hertz là một cái công ty mà cho À, các bạn có thể là mướn xe thường thường là những người mà đi mướn xe là những người mà đi công tác à, họ mướn xe để mà họ đi là dễ dàng di chuyển cho một cái thành phố mà họ không có sống thì các bạn thấy là công ty Hertz cũng như là những cái nơi du lịch những cái à, nơi à, khách sạn thì Hertz đã bị lỗ rất là nhiều tại vì bây giờ thì người ta không còn đi du lịch nữa cái nhu cầu đi mướn xe cũng không còn thì công ty Hertz à, coi như là bây giờ đã khai phá sản trong cái thời kỳ mà khai phá sản chapter 11 và giá của Hertz thì bây giờ so với cái số nợ mà công ty Hertz đang có thì cổ phiếu đang lý đâu là giá không đô la nhưng mà trong vòng chỉ có một tuần những cái nhà đầu tư thông qua những cái ứng dụng như là Robinhood đã đẩy giá cổ phiếu của Hertz lên 10 lần trong vòng một tuần các bạn thấy được là thị trường chứng khoán trong vòng 2 tháng qua với cái sự mà tăng giá của một số cổ phiếu à, từ những cái nhà đầu tư mà không có kinh nghiệm thì cũng tương tự như các bạn thấy là chuyện đã xảy ra trong thị trường crypto năm 2017 khi mà chúng ta có nhiều người không có kinh nghiệm à, trong thị trường crypto ảo ạt đổ vào và đẩy giá lên cao đẩy giá những cái ICO lên là ngốc trời thì các bạn thấy là cũng tương tự đã xảy ra trong thị trường chứng khoán và cái điều tệ hại ở đây là khi mà thị trường đi xuống mạnh như là ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cổ phiếu của những cái công ty như là Hertz đã đi xuống hơn 30% dẫn đến là những người mà chơi margin trên những cái ứng dụng này là bị margin call bị thanh lý tài khoản và đương nhiên mỗi lần mình thanh lý tài khoản các bạn mình đã biết là sẽ dẫn đến là long squeeze có nghĩa là sẽ gây áp lực để mà đẩy giá cổ phiếu đi xuống tại vì những linh này phải đóng lại bán cổ phiếu đi Khiến cho giá cả lại càng đi xuống mạnh hơn ngày hôm nay. Đó chính là những điều mà đã được chia sẻ liên quan tới tại sao mà chứng khoán đi xuống. Ngày mai thì các bạn thấy như thế nào thì ngày mai thị trường coi như là có thể có một cái sự hồi phục lại dựa theo những cái chỉ số futures hoặc tổng tương lai bây giờ như là Dow future thì tăng 0,95%. S&P Future thì tăng 0,83% và Nasdaq Future thì tăng 0,74% Thì có thể nhiều bạn nói là những gì mà thông mới vừa chia sẻ thì có thể giải thích được là tại sao chứng khoán này xuống ngày hôm nay Thì những điều đó thì liên quan như thế nào đối với những cái thị trường như là thị trường dầu, thị trường vàng và Bitcoin Thì một trong những điều mà chúng ta đã chứng kiến cái sự khác biệt của những cái đợt mà khủng hoảng liên quan đến dịch bệnh so với lại khủng hoảng liên quan đến chính trị trước đây là các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói tới dịch bệnh thì cái điều mà nhà đầu tư cần nhất bây giờ là tiền mặt tại vì họ cần tiền mặt à, có thể là họ bị thất nghiệp họ cần tiền mặt có thể là họ cần tiền à, để mà chăm vốn vào cái công ty của họ chăm vốn vào cái tiệm của họ để họ có thể là trả mặt bằng sống sót qua cái thời điểm này cho nên cái đợt này rất là khác so với những đợt như là các bạn thấy là khủng hoảng chính trị thì có thể là những nhà đầu tư đơn giản là di chuyển tiền từ một cái mảng đầu tư này qua một cái mảng đầu tư khác để mà bảo quản cái tài sản của mình nhưng mà trong cái đợt này thì các bạn thấy là khi mà một điều gì đó xảy ra đột ngột thì cái nhà đầu tư là lập tức là muốn bán hết tất cả những tài sản của mình có thể bán thì họ muốn bán để mà họ rút tiền mặt về tuy là bây giờ các bạn thấy là cái khả năng mà lạm phát xảy ra trong tương lai rất là cao nhưng mà ít ra trong thời gian ngắn hạn thì tiền mặt vẫn là một điều mà những nhà đầu tư cần hơn Và đây là điều mà chúng ta cũng đã chứng kiến uh, khi mà thị trường rất mạnh uh, Mà các bạn thấy hồi khoảng chừng là giữa tháng 3 Lúc mà chứng khoán rất mạnh vàng rất mạnh và Bitcoin cũng rớt rất là mạnh đi xuống chỉ còn có 3.000 Khoảng chừng là 3.700 đô nhưng mà sau đó nó hồi phục lại rất là nhanh Thì cũng tương tự Các bạn thấy là tới phút cuối Thì tiền cũng sẽ từ từ di chuyển uh, từ tiền mặt đi ngược trở vào những cái mảng đầu tư mà có tính an toàn cao hơn như là các bạn thấy là vàng và Bitcoin và thật ra khi mà chúng ta thống kê cho đến ngày hôm qua đương nhiên đây là tài liệu mà chúng ta chưa có tính những gì mà xảy ra hôm nay thì các bạn thấy là từ đầu năm cho đến bây giờ thì S&P 500 chỉ lên có một phần trăm Nasdaq thì lên 2% nhưng mà các bạn thấy là vàng thì lên 11% và Bitcoin vẫn là một mảng đầu tư mà có nhiều lợi nhuận nhất là 35% từ đầu năm cho tới bây giờ. Thì đó là liên quan tới cái tình hình thị trường ngày hôm nay Và có một tin tức nhỏ Thì muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là liên quan tới sàn Coinbase Đang tìm hiểu một số những cái đồng altcoin Để có cơ hội để được lên trên sàn Coinbase Và sau đó một trong những tin tức Mà nhiều bạn hỏi thường nhất Đó chính là liên quan đến cái vụ Mà có người gửi 133 đô la Mà phải trả cái phí lên Tới là hai gần như là 2 triệu 6, 6 đô la ở Trên mạng lưới của Ethereum Thì trước hết chúng ta hãy nói về Coinbase Thì các bạn thấy là Coinbase đưa thông báo chính thức là đang tìm hiểu một số những cái altcoin trong đó các bạn thấy là có những altcoin như là Aave, Aragon, Arweave, Bancor, Com, Comdicibay, Horizon, Lightspeed, NuCyper, Numeraire, Keep Network, Origin Protocol, Ren, Render Network, SeaCoin, Scale Network, Synthetics và VChain thì đối với thượng một số những altcoin này thì cũng khá quen thuộc và chúng ta cũng đã từng thấy tên của những altcoin này tại vì đây là những cái altcoin mà nằm trong cái dạng gọi là DeFi có nghĩa là những cái tài chính phi tập trung. Thì các bạn thấy là có hai điều thường muốn nói tới là điều đầu tiên đây chỉ là Coinbase đưa ra thông báo là đang tìm hiểu những cái altcoin này nhưng mà không có nghĩa là chắc chắn những altcoin này sẽ được lên trên sàn Coinbase. Như là các bạn thấy là cách đây 2 năm Coinbase nói là à, tìm hiểu một số đồng, tuy nhiên một số đồng đó đã được lên trên sàn Coinbase nhưng mà chỉ một đồng trong khối đó mà chưa được lên, đó chính là đồng Cardano, đồng ADA. Thì trong cái khối như altcoin này bao nhiêu đồng được lên trên sàn Coinbase thì cũng không biết. Nhưng mà À, bây giờ các bạn thấy đã có một số đồng ở đầu đã được pump tuy là chưa có được chính thức lên sàn Coinbase nhưng mà nó pump và điều thứ nhì nữa các bạn thấy là Coinbase cũng rất là coi trọng à, cái phong trào DeFi những cái đồng liên quan tới DeFi cũng đã nằm trong cái nhóm này đây là hai điều mà Thù muốn chia sẻ với các bạn thì bây giờ chúng ta hãy nói tới cái vấn đề liên quan tới Ethereum tại vì các bạn thấy là đây là cái giao dịch à, mà nhiều người bây giờ đang nói tới đó chính là cái giao dịch ngày hôm qua mà có một người gửi là 0,55 đồng Ethereum giá trị lúc đó là 133 đô mà cái phí phải trả là 10.668 đồng Ethereum nghĩa là gần như là 2,6 triệu đô la thì tại sao gửi thấp như vậy mà cái giá lại nhiều như vậy thì các bạn thấy đã có rất nhiều cái sự tranh cãi và Điều mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là có một số điều cũng bất thường Nhưng mà tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn là toàn là những cái dự đoán Tại vì chúng ta vẫn không có biết chắc chắn được chuyện gì xảy ra Điều chắc chắn các bạn biết là cái giao dịch này đã xảy ra và đã có người trả cái con số cao như vậy về phí Và cái phí ở trên mạng lưới của Ethereum là người gửi có thể là tự chọn thì các bạn thấy được là người này đã lựa chọn một cái phí rất là cao các bạn thấy được là cái phí bình thường là 40 quay người này đã chọn cái phí là 508 0, 34, 850 quay có nghĩa là 508 triệu quay Tại sao người này lại chọn một cái phí cao như vậy thì không ai có thể là trả lời được và các bạn thấy là ngay cả và Thalic Buterin cũng đã comment ở trên cái thuyết này của Anthony Sassano thì vào thật nói là đây uh, chắc chắn là một cái sự nhầm lẫn gì đó có người nào đó đã À, khi mà họ ghi cái con số à, phí mà họ muốn trả Họ đã ghi cái con số sai Nhưng mà thật ra các bạn thấy được là Một người nào đó mà bấm cái con số Lên tới 508 triệu quay So với lại 40 quay bình thường Hay là các bạn thấy là cái số lượng tiền mà phải trả Thì cái con số này thực sự mà nói nếu như mà lỡ tai Thì tôi cảm thấy là cũng không có hợp lý lắm Tuy nhiên các bạn thấy được là cái số tiền này à, Là được đào bởi uh, Pool thì Spark đã đào được cái transaction này, đã đào được cái giao dịch này Và cái số tiền phí này là đang được giữ lại của cái hội đào Spark Để mà họ tìm hiểu một chút Cái số tiền này là chưa được phân phối cho những cái thợ đào mà tham gia cái hội đào này và các bạn thấy là có một số những cái tin tức được đưa ra là tại sao một người lại có thể là trả cái phí cao như vậy Mặc dù là nói là có khả năng là người này bấm lộn Nhưng mà khả năng đó cũng nhiều người cho là không có cao Tại vì cái con số nếu muốn nói là bấm lộn thì cũng rất khó Và nhiều người thì nghĩ đây có thể là một cái bù rửa tiền của ai đó là cố tình sử dụng mạng lưới của Ethereum để mà rửa tiền thông qua phí Thông qua cái Spark Pool Tôi nghĩ là cũng không có nhiều dẫn chứng cho thấy đây có thể là sự thật tại vì các bạn thấy được là spark pool bây giờ thì muốn tìm hiểu cái người mà đã giao dịch Uh, cái transaction này để mà hỏi cơ tại sao lại trả phí cao như vậy? Tại vì trước đây cũng có cái vụ tương tự xảy ra, uh, vụ tương tự đó là hồi uh, năm 2019 hồi tháng 3, cái đây cũng là hơn một năm, thì cũng có một người đã lỡ uh, trả cái phí 365.000 uh, để mà giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum và cũng là cái hội đào Pool đã đào được ở cái thời điểm đó và cuối cùng cũng đã tìm được cái người mà giao dịch. Tại vì các bạn thấy là giao dịch thì các bạn chỉ biết cái địa chỉ ví nhưng mà không biết là người nào đứng sau lưng và cái người đứng sau lưng cũng đã nói là đã lỡ tay trả cái số tiền này và cuối cùng thì hai bên đã đồng ý là người đó lấy lại phân nửa cái số tiền phí và spark Pool giữ lại phân nửa để mà phân phối cho những cái thợ đào tham gia vào hội thì lần này có tương tự gì hay là không chúng ta cũng không có biết tại vì bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức mới là cái người mà đã gửi cái transaction này Uh, có liên hệ hay là không nhưng mà tôi nghĩ là một người mà trong tay trong cái ví có thể giữ là hai hơn 2,6 triệu đô la để mà trả phí thì cũng không phải là người bình thường là một nhà đầu tư cũng rất là lớn trong thị trường uh, Ethereum thì các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới Khi mà Thuận chia sẻ cái tài liệu này ở trên Twitter và hỏi các bạn để các bạn có thể bỏ phiếu Thì cái bộ bỏ phiếu là 40% của các bạn nghĩ là đây là một cái sự lỡ tay à, Khoảng chừng 40% thì nghĩ đây không phải là lỡ tai mà có người cố tình làm gì để mình rửa tiền Còn phần còn lại 20% thì không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ là vẫn chưa có rõ Thường thì nằm ở trong 20 đó thường nghĩ là chúng ta vẫn chưa có đầy đủ chi tiết để mà hiểu được là chuyện gì đang xảy ra Tuy nhiên và Tyler Butcher nói là có một cái đề xuất đó chính là đề xuất EIP 1559 khi mà cái đề xuất này mà được thông qua và áp dụng thì những cái sự kiện này sẽ không còn là một vấn đề nữa Tại vì lúc đó thì cái phí nó sẽ được chia là làm đôi một cái gọi là base fee Một cái gọi là premium thì chúng ta cũng sẽ không đi vào chi tiết trong video này nhưng mà khi mà cái EIP 1559 này được thông qua thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là cái phí nó sẽ tính theo cái à, mức độ tối đa tùy theo là mạng lưới lúc đó là bận hay là không bận thì những chuyện này sẽ không còn xảy ra và đây là những gì mình tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay và nếu như bạn là một trader mà bạn muốn ủng hộ thuận Capital thì các bạn có thể à, tham gia những sàn giao dịch bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này thì các bạn sẽ tìm thấy những sàn như là sàn Margin FX hay là Bybit các bạn có thể đăng ký bằng cách là bấm vào link đăng ký. Nếu như mà các bạn tham gia sàn Margin FX, đây là một sàn mà không hỗ trợ US Trader tương tự như là Bybit thì các bạn có thể tham gia thông qua link của Fund Capital sau đó bấm vào link form đăng ký để các bạn có thể đăng ký để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Và sàn Bybit thì các bạn cũng có thể là tham gia trực tiếp vào Telegram của Bybit tiếng Việt để được hỗ trợ bằng tiếng Việt thì các bạn thấy được là cả hai sàn này đều có cái bài hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn tuy nhiên giao dịch margin thì có nguy hiểm cao và đương nhiên cũng có cái cơ hội lợi nhuận cao các bạn có thể lon đánh lên hay là sốt đánh xuống nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp như mà nào mà có kinh nghiệm trading và các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể đăng ký vào sàn binance bấm vào link đăng ký cũng như tương tự như là coinbase nếu các bạn là một người ở hoa kỳ có thể là đăng ký để mà mua bán bitcoin trực tiếp thông qua ngân hàng và đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này. Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.